Các bạn hãy đón chờ video tiếp theo của mình nhé. Nếu các bạn thấy yêu thích những video mà mình chia sẻ thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn cái like video này và chia sẻ đến nhiều bạn bè của mình cùng biết. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình và nhấn cái chuông bên cạnh nhé, để bật tính năng nhận thông báo khi mình có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.